Cô chú ơi, hôm nay lại một ngày là một ngày chay được đi ra ngoài. Hôm nay quá tuyệt vời, rất 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 là ấm. 65 độ. 65 độ F ở Michigan có nghĩa là 18 độ C của Việt Nam đó các bạn. Sao? 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 Cô chú coi chai này, bữa nay mang đôi dép này. Nó nghe nè, cái đôi dép này là bữa nay con có mang thêm vớ nữa. Bữa nay mang được đôi dép này nè cô chú. Sao con? Sao? Con nói đi, con nói đi thông. Làm vậy trời, trời ơi nó thổi đang cay kìa. Thổi đi, con thổi đi, con thổi đi. Đó, con làm hư rồi đó, con làm hư của bà rồi đó. Bà ra bà quýnh con bây giờ đó. Hả mẹ chưa? Thổi đi, thổi đi, thổi đi. Đó. Đừng cháy ơi. Gì cũng ăn. Trời ơi, thôi thôi thôi, đi đi đi. Trả lại đây, trả lại đây. Trả lại đây. Rồi đi, đi chỗ khác chơi, đi. Hôm nay một ngày rất là mát cô chú ơi. Quá mát luôn rồi. Thôi, đừng có phá của bà. Mất là mình phải đền nó nghe chưa chay. Đừng mà, mẹ nó đừng. Nó đi đường nó té đó. Ngồi xuống đó chơi đi, ngồi xuống đó chơi đi. Cô chú thấy nay chơi dữ không? Chơi mặc quần LV luôn chứ không phải giỡn đâu nha. Quần nó còn hơi rộng. Quần còn hơi rộng rồi nhìn nhau nhìn giống như rất là xa xỉ. Nhìn giống y như là hớp vậy hả chơi hả? Nè chơi. Ai hát vậy hớp hớp chơi. Nữa. Không bây giờ con đi chơi, đi chơi đạp ra nè, nhảy 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 đi ra ngoài đây chơi, đi. Đi ra ngoài đây chơi, đi, ra này nè. Đi ra ngoài đây chơi, đi ra ngoài đây chơi. No, 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 yeah, ra ngoài đây chơi. Rồi, đi đi. Ồ, hai cái thùng đồ của ai vậy? Ồ. Này không phải của mình rồi. Good job, JD. Let's go. Đi. Ủa được đi ra ngoài chơi mà sao cứ vòng vòng trong nhà hoài vậy chơi? Hả? Nữa. Con này nè, cái con này mà bị người mất đồ lần hơi chơi, cầm chơi chút đi rồi chờ chút mày lụm lại mày trả nha chưa. Wow, nắng quá. Ở trong là mẹ có mặc cho chay cái áo ở trong nữa đó cô chú. Hôm nay thật sự rất là ấm. Ê, 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 té, té, té. Ồ, 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 đi xuống cái thung lũng đó làm chi. Đi lang thang à, đi lang thang không biết nhìn đường nhìn xá gì, cứ ôm cái đó mà đi lang thang thôi đó. Yeah, it's a beautiful day đấy, chị đi. It's a beautiful day. Té ngang, từ từ. Đi ra, ra bãi cỏ chơi con. Đi ra bãi cỏ chơi. Đúng rồi. Trời này mà mặc áo tay ngắn đi ra ngoài cũng được luôn á. Chơi. Coi nó kìa, đó. Thấy chưa, ai mượn. Mấy bạn mà xem những cái video clip mà thấy chay tự té, không biết mấy bạn có sót không. Cái Ngọc á, thì Ngọc thấy thì con mình té thì nó đau thì cũng thì sót chứ, nhưng mà phải cho nó học cách đứng lên chứ, cho nó té nó tự làm nó tự té thì đó là lỗi của nó, cho nó học từ cái cách mà té rồi lần sau là phải như thế nào để không có té nữa. Đó đó. Ew. Oh my god. Seriously man. No, 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 no. This car is running. Here, the engine is on. Go. Yes. It's so beautiful. Chạy đi, chạy đi.
Họ xe đó đang chạy đó, đừng có đứng xe xe đây, đi đi. Đi chỗ khác đi. Hi. Say hi chị đi, say hi. Hi cutie pie. Thế quay nó đủ luôn cô chú ơi. You. Giờ chạy hồi đi ra đường tới đưa tới ngoài đường ngoài luôn rồi nè. Hả chị? Con chạy hồi là đi ra tới đường ngoài kia luôn rồi đó. Có nó kìa. Wow. Mát quá vậy hả? Đi đâu hả? À? Thôi mày đi về nha, thôi đi về. Chạy họ ra tới ngoài đường kia luôn đi cô chú ơi. Đó, sẵn sẵn này cho nó đó, nó đi. Nó chạy vòng vòng cái xong rồi quay cho cô chú coi cái cảnh vòng vòng luôn. Đừng nói lên xe người ta nha. Ừ đó xe giống Việt Nam đó chạy, xe tay ga đó chạy. Xe tay ga Việt Nam đó phải á. Chạy này chút vô chút mệt rồi vô ngủ nè. Đó. Ồ, xe mô tô của ai đó? Đi qua đây, coi xe mô tô của ai chạy vậy? Wow. Đó, trời đẹp quá nên chú nó lấy mô tô ra chạy kìa chơi kìa. Ra bờ hồ này nha. Wow. Nhìn kìa, nhìn cô chú kìa. Nhìn cô chú. Ra bờ hồ kìa, ra bờ hồ kìa. Ô, dịch kìa cháy, dịch kìa cháy. Dịch kìa, dịch kìa. Dịch đó. Dịch đâu? Con nói đi dịch. Nói đi dịch. À, con bơi theo dịch đó hả? Con đi lại đây coi dịch đó hả? Coi chừng nha. Đi nè, lại đây nè, lại đây nè, đó đây nè. Đó. Đó, thấy dịch chưa? Dịch bơi dưới nước kìa, thấy chưa? Trời ơi, mang giày sandal cho mang dớ, giống mấy cô chú học ở college quá. Mấy cô chú teenager học ở college á. Cái trời này thường thường mà ngày xưa mà Trúc Ngọc đi làm á, Ngọc cũng mang dép. Mang dép đi, mang dép với lại mang dớ đi làm. Hoặc là có khi mang dép không, tại vì bước ra cái vô xe cái bước ra. Oops. Nước kìa. Wow, nước kìa cháy. Con ngồi xuống con ngắm nước. Chay nước nè. Nước đâu?
Này mua mốt nước nước ngập lên tới trên bờ luôn á. Mốt nước ngập lên tới trên bờ luôn á. Nước á, con thấy nước đẹp không? Con nói đi đẹp. À, trời ơi là ôi, dọc nước à. Cắm đầu á, té là té cắm đầu đó. Ồ, bà bye 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 hả? Bà bye bye hả? Yêu. Đó, dơ đồ dơ áo hết rồi nè, thấy chưa? Làm sao? Đi vô nha. Đi vô chưa? Bữa nay cô chú này thì 4 ngày thôi, sau 4 ngày thôi nước đã trở lại. Có nước rồi có tiền chay ơi. Mà mẹ nhà với con hoài là hết tiền chay ơi. Phải không? Phải không? Có nước là có tiền, mà mẹ nhà con hoài là hết tiền không? Bé nha. Trời ơi, cô đi chống tay xô đít kìa. Cô đi được không? Sao? Đi vô hả? Cậu ơi, đi vô nhà kìa, phải không? Phải đi vô nhà không? Quẹo, biết quẹo vô nhà là tôi chắc tôi sợ luôn á nha. Nhà mình đường nào đâu? Nước đâu? Nhà mình đường nào? Vô nhà đi. Vô nhà đi. Trời ơi. Trời đất ơi. Thiệt hay giỡn hay chay? Con thiệt hay giỡn với mẹ hay chay? Nhà đâu? Nhà mình đâu? Chỉ mày coi. Trời đất ơi. Nó biết đường vô nhà luôn kìa cô chú ơi. Oh my goodness. Trời ơi nó tự. Oh my god. That's amazing JD. It's unbelievable. Trời ơi, nó biết đi vô nhà cửa này luôn nè. Wow. Wow. Oh my god, that's so cute. I gotta tell daddy about it. Wow. Trời ơi, nó biết vô nhà luôn. Rồi biết qua nhà bà Su là ngay bên đó là có cái đó đi chơi đó. Trời ơi, thấy không? Đúng không? Thấy chưa? Nè, mày trả bà Su lại nè, đó. Trời đất ơi, that's amazing. JD, you're amazing, man. Give me high five. Fist. Give me a fist. Boom. Thổi trời ơi, nó lại nó thấy cái nến nó lại nó chu cái mỏ ra nó thổi kìa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, JC Guy. Hồi xì giờ, Happy birthday to you JC Guy. Hồi xì giờ, happy birthday. Yeah. Thổi. Trời ơi, thổi kìa. Trời ơi. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Thổi đó, thổi đó. Ừ.
đèn cày vậy hả con, đèn cày là để thổi con. Rồi hát nữa ha, hát nữa nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jay Sky. Hoyer, happy birthday. Yay! Happy birthday, JD. High five. High five. JD, high five. High five. Trời ơi, nó không high five luôn, nó thổi không. Rồi cái đó đâu thổi được, con thổi chỉ được thổi đầu này thôi à. Đó. Thổi lia, thổi lia con chưa chứ. Thôi. Khoái tới hành cày dữ ra đây. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Thôi đi chơi xong chưa? Đi chơi nãy giờ đã chưa? Nay công nhận trời mát ghê, đi chơi muốn vô luôn chay. Ngồi mà không có cảm giác biết lạnh là gì luôn chay hả? Gió thổi hiu hiu mát mát nữa. Ở ở tiểu bang Ngọc mà cái thời tiết này là quá đã rồi mọi người. 18 độ là rất là ấm luôn rồi đó. Chút nữa ba chay về thế nào cũng xách xe ra cho chay chạy chạy mô tô rồi. Cho chay chạy xe kia à. Thời tiết này mà đi làm á mà ham ở nhà lắm. Ở nhà thời tiết này chơi đã. Có thuyền nữa ra ngoài ngồi enjoy ha. Ráng đi tháng nữa thôi. Thôi về nhà đi con, về nhà mình đi con ơi. Về nhà mình đi con. Thôi cô chú ơi, cái video clip tới đây cũng dài rồi, trời mẹ sẽ cúp cái camera ở đây. Thì hy vọng là cô chú thích cái video clip đi chơi ngoài trời này của Chay. Cô chú ơi, cho Chay một cái like cho cái video này nha cô chú. Để video Chay có thể được nhiều cô chú khác biết tới và có thể nhanh nhận được nút bạc. Xin cảm ơn tất cả cô chú rất là nhiều. Ngày nào cũng yêu thương ủng hộ và làm hình Chay và coi Chay. Hãy Chay đi, Chay, Chay, stop. Rồi. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha. Đúng rồi. Rồi đi xuống máy bay cô chú nè. Rồi xuống máy bay cô chú đi con. Bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye. Rồi thôi đi vô nhà. Đi. Đi vô nhà. Đi. Vô nhà đi. Vô nhà ngủ đi. Khò hả? Khò hả? Rồi, đứng lên. Đó, cô chú ơi. Cô chú like giùm con cái video clip nha. Rồi bước lên vô nhà. Đúng rồi. Đứng lên, đi lên, đúng rồi. Good job, chạy đi. Good job. Yay. Rồi vô kho.